Rồi trận đấu các bạn là Chu Mạnh Tùng làm trọng tài. Đứng rộng ra chút nào các bạn ơi. Đứng rộng trên trận này hả? Bình tĩnh các bạn ơi. Đỡ nữa nhé. Tùng ơi, cái lên gối, chú ý nhá, chú ý. Không gối nhá, không gối nhá, chú ý. Đấy. Xong rồi.
Rồi. Thôi. Hết rồi.